Tiếp tục câu số 9. Câu số 9 là đề thi cao đẳng năm 2013. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dương, thu được V lít khí CO2 và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là, bài này là bài toán chi đây? Bài toán gì con không biết. Bài toán này là bài toán chi đây? Minh ơi, bài toán gì con? Bài số 9 á, bài gì? Bài số 9 là bài toán gì đây? Bài số 9 cô. Hỗn hợp. Ừ, bài toán hỗn hợp. Bài toán hỗn hợp làm sao? Biết gì nữa chứ? Rồi, Na2CO3 cộng HCl ra cái gì? Đúng rồi, ra NaCl cộng gì? H2O cộng khí CO2, CO2 nghe con. Biến trình vào đi. Ngồi nghiến đọc xong cũng chẳng biết là vì răng. Cho mình làm cô, nó cô cho mình bạn cô. Tương tự CaCO3. Muối carbonat tác dụng với axit cho ra muối clorua nè. Cộng khí CO2 và nước nè. Đề cho cô cái gì đây? Đề cho gì con? Mình đề cho khối lượng của hai muối là mấy? Ừ, khối lượng Na2CO3 ký 4. Khối lượng Na2CO3 cộng khối lượng CaCO3 bằng 20,6. Bây giờ cô đặt số 1 x y vào phương trình nha. Rồi, sau khi đặt ẩn xong rồi, khối lượng Na2CO3 cộng khối lượng CaCO3 bằng 20,6, vậy cô có gì? Cô có gì? Khối lượng thì bằng gì? Ừ, mà lớn như số mol mà lớn Na2CO3 bao nhiêu? Đúng rồi, cô sai nè. Na là 23. C là 12. Ô, 16, bấm đi. Máy tính con kìa. Mà lớn Na2CO3 mấy? Bấm đi đọc kết quả cho cô coi nè. Ăn nhiều béo. Đúng. Mà lớn nhiêu? 106, đúng rồi. Khối lượng là bằng M lớn nhân số mol 106 x cộng. Tiếp CaCO3 bao nhiêu con? Canxi bao nhiêu? M lớn canxi mấy? Tâm. M lớn canxi mấy con? M lớn canxi. M lớn canxi bao nhiêu? M lớn là bao nhiêu? Ờ, cô quên mất rồi. Trả lời thứ hai. M lớn canxi bao nhiêu mình? 40. Cái lo là 35,5. Như vậy phương trình đầu tiên cô có là 106 cộng 120 là bằng 20,6, đúng chưa? Rồi, đây là do gì nữa? Thu được V lít khí CO2 và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Cái 22,8 gam là khối lượng của ai? 22,8 gam đó là khối lượng của ai? Muối nào? Muối mô mà muối Na2CO3 thu được cơ mà. Thu được là năm trước hay năm sau bà ứng? Năm sau muối nào? Muối nào? Và đúng rồi, cô có MNaCl cộng MCaCl2 là bằng 22,8 gam. Rồi, cũng như cũ luôn, khối lượng thì bằng gì? M lớn nhân số mol. Rồi, cờ lo là 35,5 đó, khi nãy con nói đó. Tính M lớn một cái của xem nè. Mấy con? Không biết tính đây. Không một
Ừ. ACL là kiểu đi hái kia. Ủa sao có mấy con máy cao lấy xịt cô? Ủa cái hoa 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 hoa. Cô hay tóc tóc không bị rộng cùng như cô. Về. Mình có bạn tóc rồi. Không mình có. Mình có bị dài. Đi bằng. Mình chắc hơn. Đó. Này rộng nè. Chính mấy. Đi giống già quá. Kem sơn mấy. Kem sơn không? Chịn quá. Cô. Cái tóc nó rộng nhiều. 3 giờ nào sau đây là 3 giờ kìm, các con lưu ý là 3 giờ được chia làm hai loại là 3 giờ tan và 3 giờ không tan. Cái gì đó hả? 3 giờ được chia làm hai loại là 3 giờ tan và 3 giờ không tan. Những 3 giờ nào tan thì gọi là 3 giờ kìm. Nào hát. Trả lời nhanh nhụ đoạn ghê. Câu 77. Giải chất nào sau đây thuộc loại 3 giờ tan? Muốn biết tính tan hay không thì các con phải tra bảng nào? Bảng tính tan. Trong cuối sách lớp 9 á. Còn không là cô đã liệt kê các con là 4 loại 3 giờ tan là gồm 3 giờ nào? 4 loại 3 giờ tan gồm NaOH, CaOH 2 lần, KaOH và BaOH 2 lần. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án nào? C. D. Tiếp tục câu 78. Trước khi nào làm câu 78 thì mình lưu ý những dung dịch 3 giờ tan thì làm quỳ tím hóa xanh, làm phenol và taline hóa hồng. Nhớ ngày 3 giờ tan không nhau nghe. Như vậy dung dịch làm cho quỳ tím đổi sang màu xanh là dung dịch nào? CaOH 2 lần. Nhớ trong chương trình mình học là chỉ có 4 loại 3 giờ tan, đó là gì? NaOH, KaOH, CaOH 2 lần và BaOH 2 lần. Nhớ nha. Tiếp tục nào. Vậy thì 3 giờ được chia làm hai loại là 3 giờ tan và 3 giờ không tan. Những 3 giờ tan được gọi là 3 giờ kìm. Những 3 giờ không tan thì mới bị nhiệt phân hủy. Những 3 giờ không tan thì mới bị nhiệt phân hủy. Tức là đun nóng lên thì nó tạo thành oxit kim loại và nước. Đồng ý chưa? Như vậy câu số 79 đề hỏi nè. Giải chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy? C. Là các con chọn cái nào? C. C. Vì sao chọn cô C? Vì đang không chọn qua, nó không nghe nè. CuO là không bị nhiệt phân hủy. Câu B. CuO và NaOH là không bị nhiệt phân hủy. Câu D là NaOH không bị nhiệt phân hủy. Câu 79 cô đã chọn câu C là hoàn toàn chính xác. Bây giờ câu 80. Khi nhiệt phân FeOH 3 lần chúng ta sẽ thu được gì? Khi nhiệt phân 3 giờ không tan chúng ta sẽ thu được sản phẩm là oxit 3 giờ và nước. Nước. Ở đây nhiệt phân FeOH 3 lần thì cô thu được cái gì? Mình Fe2O3 và nước. Tiếp tục nào, trộn CuCl2 với dung dịch NaOH, viết phương trình của coi nè. CuCl2 cộng NaOH cho ra gì Minh ơi? CuCl2 cộng NaOH cho ra gì con? Đổi đi, đổi không? Ra Cu gì? CuOH tất cả hai lần cộng với NaCl. Đổi hai góc Cl với OH với nhau. Mà CuOH hai lần là một ba giờ không tan có màu xanh lam. Cho nên chúng ta thu được một chất kết tủa màu xanh, chứ không phải là dung dịch màu xanh nghe các con. Chất kết tủa màu xanh, nhớ nha. Rồi tiếp tục nào. BaOH 2 lần tác dụng với CuSO4, phương trình là gì đây? BaOH 2 lần nè cộng CuSO4 là cho ra gì? BaSO4 cộng với CuOH mấy lần? Hai lần. BaSO4 là một chất kết tủa màu trắng.
AB. Còn COOH hai lần là một cái tuổi màu xanh. AB. Như vậy là cô sẽ chọn cái nào? AB. AB. Này chắc cũng đánh lộn. Chọn phương án B. Đồng ý chưa? Nhớ nghe, BAOH hai lần cộng với lại COSO4 cho ra BASO4 và COOH hai lần. Cả hai đều là chất kết tủa. Rồi chúng ta chuyển sang câu 88. Các kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là những kim loại nào? Lưu ý các ba giờ không tan có thể được điều chế. Các ba giờ không tan có thể được tạo ra bằng cách lấy kim loại tương ứng tác dụng với nước. Vậy những kim loại có khả năng tác dụng được với nước là gồm những kim loại nào? Natri là một, kali, bari và canxi. Cho nên cô sẽ chọn phương án là câu B. Câu 90 các con. Sao con? Không bị trùng đáp án á. Câu số 89 luôn nha. X là một kim loại khi cho phản ứng HCl thì sinh ra khí hydro rất nhanh, đồng thời làm dung dịch nóng lên và khi cho vào nước thì giải phóng hydro ngay ở điều kiện thường. Vậy có thể là những kim loại nào? Kim loại nào mà tác dụng với nước giải phóng hydro? Là không tan, tan là những kim loại nào? Natri, kali, canxi và vài bari. Con đừng có lâu lâu con nói một câu con nói sai miết. Canxia. Đồng ý chưa? Dạ. Những kim loại mà tác dụng với nước giải phóng hydro ngay nhiệt độ thường thì đó là những kim loại natri, kali, canxi và bari. Câu 90. Sao con? Okay. Khi điện phân muối ăn có màng ngăn, ta thu được sản phẩm nào? Phương trình điện phân muối ăn như thế nào? Nói con nghe nè, bữa trước mới viết xong. NaCl cộng với nước. Sau đó đem điện phân dung dịch có màng ngăn, thu được cái gì? NaOH cộng khí hydro và cộng khí clo. Như vậy nếu cô điện phân muối ăn có màng ngăn, cô sẽ thu được sản phẩm là gồm NaOH, khí hydro và khí clo. Câu 91 là câu thi đại học cao đẳng năm 2007 đây. Trong công nghiệp natri hydroxit là gì? NaOH. NaOH được sản xuất bằng phương pháp nào? Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. OC. OK. Câu 49. Dung dịch axit sulfuric là axit gì con? Axit sulfuric là axit gì? H2O4. Mà mình học tính chất của H2O4 rồi. H2O4 có đầy đủ tính chất của một axit. Đó là làm vị tím hóa. Đó làm. Có làm phenol tài liệu hồng không? Không có nè. Chỉ làm cái tiếng hóa đỏ thôi nghe. Rồi tác dụng với kim loại đứng trước hydro. Rồi sao nữa? Tác dụng oxit bazơ. Tác dụng với bazơ. Tác dụng với các muối. Ví dụ muối gì? Muối carbonat là 1. Muối HCO3 là 2. Muối SO3. HSO3. Muối của bari. HSO4 là mạnh rồi. H2O4 làm ra tác dụng H2O4. Như vậy, từ cái thông số đó chúng ta hãy chọn cho cô. Câu 50, dung dịch axit sulfuric loãng tác dụng được với ai? B. Vì đang chọn A. Minh. B. Vì đang cô không chọn A. Hả? Vậy vì sao cô không chọn A mà cô phải chọn B? Con thấy con. 51 câu 8. Vì đang cô không chọn cô A. Ai tác dụng được với H2O4 loãng? CU, đúng rồi, cô A không lấy là vì CU. Rồi cô B, cô C vì đang cô không lấy. Cả hai cái nó đều không tác dụng với H2O4 loãng. Cô D. C.
Cô hỏi là cả hai cái còn bản chất của nó không quan trọng. Không phải vì nó khí là không tác dụng, sai bẹt. Cô D là vì đang cô không lấy. Cả hai cái đều không tác dụng. Câu 50. Trước khi làm câu 50 thì phải nhắc nhở luôn H2O4 đặc có tính chất hóa học đặc biệt gì? Nó có tính oxy hóa mạnh và tính háo nước. H2O4 đặc có một tính chất đặc biệt là tính háo nước và tính oxy hóa mạnh. Nhưng H2O4 có một tính chất vô cùng đặc biệt nữa là gì? Nếu nó là nguội thì nó không tác dụng được với ai? Sắt, nhôm và chrome. H2O4 đặc nóng thì nó hòa tan được đồng, vân vân, và giải phóng khí CO2. Nhưng nếu nó ở trạng thái đặc nguội thì nó sẽ không tác dụng được với nhôm, sắt, chrome. Nhôm, sắt, chrome. Như vậy trong câu 50 chúng ta có nè, axit sulfuric đặc nguội không tác dụng được với chất nào? Các con sẽ chọn phương án là câu B. Đồng ý chưa? Khi H2SO4 đặc nguội tác dụng với cản thì nó sẽ giải phóng khí SO2. Nhớ nghe, H2SO4 đặc thì nó sẽ ra khí SO2. Nhớ nè. Bây giờ câu 51 đề thi đại học khối A năm 2013. Trong điều kiện thích hợp thì xảy ra các phản ứng sau. Các con thấy mấy phản ứng đây? 4. Đề hỏi mình là phản ứng nào xảy ra với dung dịch H2O4 loãng nha. Không xảy ra với dung dịch H2O4 đặc nha. Đúng rồi, khi nó tác dụng với FeOH 2 lần. Như vậy là phản ứng B của chọn của C. Nhớ chưa? Còn khi tác dụng với kim loại sắt nó ra SO2 này, khi tác dụng với oxit bazơ nó ra SO2 này, tác dụng với phi kim ra CO2 SO2 này. Dạ, yeah. Là nó bắt buộc phải là H2O4 đặc. Nhớ nghe các con. Tiếp tục nào, câu 52, trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng? Mình phải dùng phương pháp loại trừ nha. Mình dùng phương pháp loại trừ nha. Để cô nói cho nghe nè. Đồng á là kim loại đứng sau chì. Đây nè. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt nên sang phố, phố là chì. Hỏi cửa, cửa là đồng. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt nên sang phố, hỏi cửa. Phố là chì mà cửa là CU. Như vậy CU là đứng sau chì. Mà nguyên tắc đứng sau là yếu hơn. Yếu hơn thì không thể nào đấm cái thằng mạnh hơn được. Được chưa? Cho nên câu A không đúng. Câu A là không xảy ra. Bây giờ câu hỏi tiếp, câu B có xảy ra không? Vì sao không? CU là kim loại đứng sau hydro. Cô đã nói rồi, dung dịch HCl và H2SO4 loãng là không tác dụng được với ai? Không tác dụng với đồng, không tác dụng với thủy ngân, không tác dụng với nền vàng, không tác dụng với bạch kim. Cho nên phản ứng C, B cũng không đúng, mà C cũng không luôn. Câu D. Câu 55. Dung dịch H2SO4 loãng phản được với tất cả trong các chất trong dãy nào sau đây? Bây giờ qua cô có lấy không? Im lặng nào, qua cô có lấy không? Không. Vì sao không? Đấy. Trời ơi, cô thất vọng tràn trề luôn. Bây giờ này BaCl2 là muối của bari. H2O4 sẽ tác dụng được với muối của bari. Ok. Na2CO3 là muối của carbonat. Được luôn. FeS là muối của S, muối sunfua. Có không? Có. Qua được. Bây giờ cô B, vì sao cô không lấy? Câu B cô không lấy vì FeCl3 là không thuộc cái loại muối nào để H2O4 loãng tác dụng được hết. Câu C cô không lấy là vì đang. Ừ, đúng rồi, cô D. Cô D vì đang cô không lấy. Ag. Không phải, có người bạc. Bạc là kim loại đứng sau hydro. Tiếp tục câu 54. Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O4 loãng? Cái nào không?
C-U. Đúng không? Tiếp tục các con. Câu 55. Chúng ta dùng phương pháp loại trừ nha. Phương trình hóa học, phản ứng nào hóa học, đề phản ứng hóa học nào sau đây không đúng? Câu A, B, C. Hả? B. Không. Câu A là các con thêm 2 nước vô cho cô nghe, thiếu số 2 giữ nước. Đây là đề thi câu D. Vì sao? Sắt mà tác dụng H2O4 loãng. Ừ, sắt hóa trị 2 thôi. Ở đây phải ra là FeSO4. Bây giờ câu 56 là câu nhận biết cô đã ghi lý thuyết cho các con rồi. Để phân biệt Na2SO4 và Na2CO3. Phân biệt muối sunfat và muối carbonat. Bảng đâu rồi? A của A rồi. Câu nào? Không đúng. Ủa? Để 4 thì 4. Để phân biệt muối sunfat và muối carbonat chúng ta phải làm cái gì? Vỡ đâu rồi? Muối CO4. Đúng rồi, để phân biệt muối sunfat và muối carbonat chúng ta phải dùng dung dịch HCl. Vì sao? HCl. Nhỏ HCl vào hai dung dịch ở trên. Dung dịch nào có khí thoát ra là dung dịch Na2CO3. Còn Na2O4 là không hiện tượng. Bài số 10 là đề thi đại học khối B năm 2008. Nhiệt phân hoàn toàn 40g. Đề thi đại học vậy chứ lớp 9 làm bình thường. Nhiệt phân hoàn toàn 40g một loại quặng dolomit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Trước khi đọc câu hỏi thì cô nói trước luôn, quặng dolomit có thành phần chính là CaCO3 chấm magnesio3. Đây. Chấm. Hai cái muối này đi với nhau đồng thời luôn. Muối kép. Cái thành phần chính của cái quặng là CaCO3 chấm magnesio3, được chưa con? Cái thành phần chính của quặng dolomit các con nên biết là vừa. Được chưa? Cái quặng đấy là ngoài cái thành phần chính này nó còn có những tạp chất khác nữa. Mà tạp chất đó người ta cho trơ nghĩa là sao? Nó không tham gia phản ứng. Không tham gia phản ứng gì hết. Như vậy là khi mà có phản ứng xảy ra thì chỉ có mình cái thành phần chính này nó tham gia phản ứng thôi. Bây giờ cô đang làm gì? Nhiệt phân. Nhiệt phân hoàn toàn 40g một loại quặng dolomit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3 chấm magnesio3 trong loại quặng nêu trên là bao nhiêu? Là bao nhiêu con? Ta nói với các con là gì? Trong thành phần chính của quặng là có cái gì? CaCO3 chấm magnesio3. Đây là muối kép, có nghĩa là hai muối đi với nhau đồng thời. Thì các con cứ coi như nó là từng muối riêng biệt đi. Mà CaCO3 nhiệt phân là cho ra cái gì? CaO cộng CO2. Tương tự magnesio3 nhiệt phân cho ra cái gì? Magnesio cộng CO2. Đây hai là CO2 được chưa? Ừ, chương trình bình thường nha. Bây giờ họ nói là thu được bao nhiêu lít khí? Thu được bao nhiêu lít khí? 8,96. Để số mol CO2 là 8,96 chia 2,4 là bằng 0,4 mol. Cái này mà 0,4 mol thì thằng này bao nhiêu? Không đúng. Mấy? Hai gì ạ? 0,4 nhân 1 chia 2 chứ. 0,2. Ừ, 0,2 mol. Ừ, chứ nghĩ đến 4. Bình thường mà, cô nói bình thường mà. Đồng ý chưa? Sau đó cô tính khối lượng thằng này. Tính nặng luôn. Ủa chứ mà lớn cái đi có bài tính đó mà. Nặng với nhau rồi. Cộng với nhau chứ. Khối lượng là lấy số mol nhân mờ lớn. Mờ lớn CaCO3 là mấy? 100. Mờ lớn magnesio3 là 84. Cái dấu chấm thì dấu cộng mà cái chỉ thôi mà. Là bao nhiêu gam? Ba mươi sáu phẩy tám. 36,8. 92% cái gì? Đúng rồi, tôi đúng rồi. Mà đề yêu cầu là tính phần trăm. Ừ, đúng. Thành phần hàm lượng của CaCO3, magnesio3 trong quặng là lấy khối lượng quán là 36,8 chia cho khối lượng của quặng. Ở trong quặng mà là phải chia cho quặng rồi nhân cho 100.
cắm cô đốt cho một cô xa thì phải làm đấy chứ. Bằng cô bằng người ghét cô như vậy cô có gì CA CO3 chấm magie CO3 nhiều phân là viết ra đi con. Số mol CO2 là 0,4 mol. Vậy đây sẽ là 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2 mol. Vậy khối lượng CA CO3 chấm magie CO3 bằng số mol nhân M lớn này 100 cộng chỗ này 84. Vậy thành phần phần trăm khối lượng trong quặng là bao nhiêu? Lấy 36,8 chia khối lượng quặng 40 nhân 100 bằng 92%. 31 nè, nung nóng 10 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không thay đổi thì còn lại 6,9 gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Đồng ý chưa con? Có con lưu ý nè, CaCO3 mà nung á là ra CaO và CO2, nhưng mà Na2CO3 nung là không ra gì hết. Như vậy khi cô nung hai chất rắn như vậy thì chỉ có, lưu ý nè, cô nhắc lại nè, CaCO3 đá vôi mà nung là nó ra CaO và CO2, được chưa? Rất là nhiều bạn bị nhầm, rất là nhiều bạn là lấy cái Na2CO3 nhiệt phân là ra gì? Ra Na2O và CO2. Sai nha, Na2CO3 là không bị nhiệt phân. Trong cái bài này chỉ có NaHCO3 bị nhiệt phân thôi. Và NaHCO3 bị nhiệt phân là ra Na2O cộng gì? Na2CO3 CO2 và nước. Được ý chưa? Ban đầu khối lượng chất rắn ban đầu của cô là bao nhiêu đây? 10 gam. Khối lượng chất rắn ban đầu của cô là gồm Na2CO3 và NaHCO3. Yeah. Khối lượng là 10 gam bắt đầu nha. Sau đó cô đem đi nung là Na2CO3 nó không bị gì hết. Chỉ có NaHCO3 là nó mới bị nhiệt phân thôi. Và nó tạo thành Na2CO3, khí CO2 và nước. Thì kia các con. Cô đặt số mol ban đầu lấy mol và ý mol. Thì M lớn là A2CO3 sẽ là 106. Còn cái này là mấy? 84 nhân Y là bằng 10 gam. Đồng ý không con? Khối lượng 2 cái muối Na2CO3 và NaHCO3 là 10. Mà khối lượng là bằng M lớn nhân số 1. Được chưa? Trong cái phần dưới này chỉ có NaHCO3 bị nhiệt phân. Đề nói là nhiệt phân đến khối lượng không đổi, có nghĩa là NaHCO3 bị nhiệt phân hết luôn, nó hết luôn nè, nó hết. Cô điền số mol nó vào là Y, cái này là Y chia hai cái này, nung lên là nước bay hơi luôn, khí nó là bay luôn. Thu được 6,9 gam chất rắn thì cô hỏi các em là 6,9 gam chất rắn là gì? NaHCO3. Đúng rồi, NaHCO3. NaHCO3 từ đâu ra? Nung ra. Cũ là một. Dạ dạ. 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 Dạ.
Viết bài cho cô đi Tâm. Nhớ là khi đun á là nước rồi khí nó bay hết nha các con nghe. Cho nên chất rắn thì chỉ có muối thôi. Trời ơi răng. Rồi, phải giải ra ít bàn. Bằng y bằng không biết một mol, từ đó mình tính được ban đầu khối lượng NaHCO3 là 8,4 gram, còn khối lượng Na2CO3 cho cô về.
Bye bye nha. Ở đây con. Cô. Bye bye nha. Bye bye con.